Và tiếp theo đây, đơn giản dễ mặc mà đẹp. Chị em nào thiếu chiều cao thì đây chính là cái váy các bạn cần mua đây. Váy là mình vải xô. Áo này hiệu Puma. Mình vải thun cô tông, hút mồ hôi. Nhưng đây là dạng áo nách rộng. Cho nên các chị em không thể mặc áo ngực như vậy được, mà phải mặc một cái loại ten top ở bên trong. Không còn điểm nào chê luôn. Và với cái nón cùng một thương hiệu Puma. Áo này là tuyệt vời luôn đó các bạn. Các bạn thấy bộ này đẹp. Đối với CC là rất đẹp, đừng có mang đôi guốc ha, mang bata. Thật là tuyệt vời luôn đó các bạn. Bộ này không có một điểm nào chê luôn. Áo bỏ ra ngoài ha, nhìn bạn sẽ rất là có cá tính, mạnh mẽ và đẹp vô cùng luôn. Chỉ có cái là nhớ là phải mặc cái áo kia, chờ CC chút. Phải mặc những cái loại như vậy ở bên trong để cho họ thấy cái bảng này nè mới là đẹp ha. Áo này cũng là hiệu Puma, dây chéo rất đẹp ha. Đó. Size medium, cái này có lót ngực. Cái áo này size small nhưng mà nó rất là rộng. Các chị em có thể mua cái áo ngực này mặc ở bên trong, rồi cái áo Puma này mặc ở bên ngoài với cái váy trắng vải xô. À, với cái nón trắng có cái chữ màu hồng đúng với cái áo luôn ha. Nói chung là bộ này nè, trên cả tuyệt vời đó. Hiệu Puma áo lót. Cái áo ten top này hiệu Puma, cái nón Puma, cái áo này hiệu Puma, cái váy mình vải xô. Size small, size small, size medium. Thật là xuất sắc bộ này. Và tiếp theo, các chị em mà sờ tay vào cái quần này, các chị em mua liền luôn, không cần phải suy nghĩ là tại sao nó lại có một cái mình vải quá tuyệt vời như vậy. Thun lạnh cũng không phải, thun có chất liệu thun, thun nha. Nhưng mà là quần tây, quần thụng, quần tây. Đây là dạng quần mặc đi làm. Áo này là mình vải thun lạnh, hiệu Michael Kors. Size small, quần size X small. Quần là thương hiệu thời trang ở Mỹ. Những dạng quần đi làm như vậy. Bền, rẻ mà đẹp lắm các bạn. Thì cái quần này nó rẻ tiền quá, thì cái áo đắt tiền một chút. Áo size small mặc dài tới đây qua mông CC có xẻ lên một chút nè, và đây là cái logo áo mình vải thun lạnh ha, và đây là quần thụng size small đó. Mê luôn các bạn ơi, các bạn mặc những dạng quần này rồi các bạn mê chết luôn đó. CC có đủ màu đó nha các bạn, 5 màu luôn, có đủ 5 màu luôn. CC mặc nhiều lắm luôn, mặc bình thường, CC mặc con, CC mặc như dạng quần thụng như vậy nè, CC mặc được. Còn quần mà dạng giống như là quần tập thể dục, quần bó, CC lại mặc không được, tại cái chân của CC nó ốm quá, nó không có đẹp. Đó. Chị em nào thích mặc lịch sự thì chọn bộ này. Áo small, quần size X small. Và tiếp theo đây, bộ này là không còn điểm nào chê nè. Áo là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đây là mình vải phi. Mỏng lắm. Nó gần như là tơ vậy đó. Đây. Một thương hiệu rất 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 là nổi tiếng luôn. Chỉ là một cái áo kiểu thôi. Và đây là cái quần tây. Size X small. Nguyên một bộ này là size X small đó. Quần này là quần thụng, quần tây mà quần thụng ở dưới
họ có để dây cho các bạn rút mặt nó thụng thụng như vậy. Trời ơi, bộ này là xuất sắc các bạn. Tại vì CC mặc vừa quá, CC nói là xuất sắc. Nhưng mà hai thương hiệu đều nổi tiếng đó. Bộ này là không có điểm nào trên. Phải nói là CC mê bộ này thì CC mặc vừa y rồi nha, vừa như mây luôn á. Nè, mông nè, quần nè. Đó, tuyệt đẹp không? Thật là đẹp cái quần này. CC mặc thật là đẹp luôn. Một bộ luôn chứ không phải là cái quần. Vừa như mây luôn nha các bạn. Đẹp quá luôn. Cái áo này dài quá mông. Đứng gần cho các bạn xem. Cái phi mà nó phi lạ, giống như là tơ tầm cái gì á các bạn ơi. Với những thương hiệu nổi tiếng như vậy thì họ may những cái chất liệu vải như vậy là suy nghĩ quá đúng. Áo này vạt bầu. Áo này các bạn mặc bằng jean rất đẹp ha. Suy thấy nhiều người mặc lắm á. Mình vải mặc vào mát, thiệt là mát luôn các bạn. Rồi bộ này là dư ý luôn. Thật là tuyệt vời. Quần này nè, mặc với những cái áo ôm tới đây nè, cũng rất là đẹp ha. Trời ơi, xuất sắc không biết nói gì. Và tiếp theo đây, các bạn thích không? CC là không có quen mặc những kiểu như vậy đâu ha. Mà CC nhìn bộ này, CC còn thích nữa đó. Với lại CC mặc vào trong người mới cảm nhận được cái mình vải mê luôn. Đây là cái loại quần CC nói là có 5 màu đó. Áo mình vải thun lặn, size small petite, bởi vì mặc vừa quá. Trời, thun lạnh lạnh ngắt luôn nha các bạn, lạnh thiệt lạnh luôn. Còn cái quần này thì giống như cái quần nãy giờ CC mặc rất là nhiều rồi ha. Size small. Quần này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Áo này là thương hiệu thời trang ở Mỹ. Nhưng mà phải nói cái áo này thì mình bởi mê quá chừng là mê. Thun lạnh mà lạnh ngắt luôn á nha các bạn. Áo small petite, quần size small. Đây, áo bỏ ra là như vậy. Vạt bầu dài, small petite mà cũng dài nè. Đó, các chị em không quen mặc áo bỏ vô trong thì bỏ ra ngoài như vậy. Rẻ tiền, mặc đi làm. Con CC mặc đó, mặc đi làm mỗi ngày à. Rồi đi ra tới tiệm nail mới mặc cái áo nail vào. Vậy đó, quần tây, áo thun, áo kiểu như vậy thôi. Mặc đi làm là thoải mái luôn. Và đây là những cái mình vải các bạn cần mua lắm. Vì thứ nhất là thun lạnh, dễ giặt, dễ mặc, không phải ủi. Giặt sấy xong, treo lên rồi. Cứ việc như vậy mà lấy, mặc đi là màu sắc đẹp nữa trong mùa hè này. Rất đẹp ha. Bộ này là không có điểm nào chê. Nếu các bạn mua mặc đi làm, xuất sắc nó mà rẻ tiền nữa. Và tiếp theo đây, hai màu này và kiểu như vậy là người Mỹ trắng mặc nhiều nhất luôn. Áo thun rộng rộng nè, áo bỏ trong quần thụng như vậy nè. Từ người lớn tuổi cho tới người trẻ tuổi, họ mặc như vậy nhiều nhất 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 luôn. Nhất là những cái màu này nha các bạn. Áo này là mình vải thun, hút mồ hôi đó. Hiệu Michael Kors ha. Quần này là cái dạng quần thụng nãy giờ CC mặc đó. Có 5 màu đó. Cả bộ này luôn đều là size X small. Các bạn thấy X small mà áo CC mặc rộng như vậy nè. Đó, ngực 88 nha các bạn. Bởi vậy cái hiệu Michael Kors đó, cái size nó lớn lắm, các chị em nên cẩn thận một chút ha. Đó, X small nè, mặc rộng rãi thoải mái luôn. Các chị em bỏ ra ngoài như vậy cũng đẹp đó, nhưng mà vì CC không có quen mà bỏ ra ngoài. Ít bao giờ CC bỏ ra ngoài, có bỏ nhưng mà ít khi lắm. Đó, các chị em đi làm mặc như vậy nè.
sáng sủa, đẹp, màu sắc rất đẹp. Các bạn cứ nhớ là màu hồng phải luôn luôn đi với màu xám. Đó. Mặc như vậy cũng đẹp nè các bạn. Bộ này size XS ha. Quần thì rẻ tiền, dạng quần đi làm mà. Áo này cũng rẻ rồi. Sale 50% cũng còn rẻ rồi. Đẹp không các bạn? Bộ này là tuyệt vời đó, bộ này là size XS. Lịch sự, bộ này mặc đi đâu cũng được á. Quá đẹp bộ này các bạn. Chị thiệt thích đó. Đẹp ạ, được ạ. Thôi bạn nào muốn mua mua đi, không ai mua CC mặc ạ. Đẹp ha, màu sắc quá đẹp. Và đây, đơn giản như vậy là đẹp rồi. Những cái dạng quần thụng này các chị em mang hai heel được ha. Đó, cũng là cái dạng quần thụng mà CC nói là CC mua đủ màu đó. Cái áo khoác này là size medium. Rất đẹp cái áo này. Size medium ha. Và để CC nhắc các bạn cái áo này. Áo này là áo lót của chúng ta đó. Nhưng mà đây là loại áo lót hai cổ. Cổ tim và cổ tròn. Các bạn muốn mặc trước sau gì cũng được. Coi như là một áo thành hai. Nhưng cái loại áo này các bạn nhớ nè, nguyên một cái phần này nó là cái gen, nó sẽ ôm hết các gen cho các bạn nè. Các bạn thấy không? Đó nè, nó xiết cái bụng các bạn nè, còn nhỏ xíu luôn á. Nó là nguyên một cái phần gen nha. Một gen CC là nguyên cái phần gen. Rồi ở dưới đây nè, nó ôm xiết cái bụng dữ lắm luôn á nha. Đó, áo này có một cái màu cùng màu cho nên CC phối với lại cái quần này. Đây là dạng áo lót nha các bạn, áo lót có gen ha, xiết lắm luôn nè, eo nhỏ xíu xịu rồi thấy không. Đó, nhưng dạng áo này các chị em mặc ra đường được, nhưng mà phải khoác một cái áo gì nữa. Áo trắng khoác size medium, áo lót ở bên trong size small, quần này size small ha. Thật đẹp đó các bạn, tuyệt vời ha. Và tiếp theo đây, thật đẹp đúng không ạ? Đây là cái dạng quần đó đây. À, cái bộ trước, cái bộ này, cái quần màu xám với lại cái áo thun lót ở bên trong đó, cái quần đó không phải là loại quần này ha. Quần đó là cái dạng nỉ nha các bạn, nỉ mỏng, thun nỉ mỏng. Còn đây mới là dạng quần tây mặc đi làm. Đây là dạng quần mà nãy giờ CC review đó, có 5 màu đó. Đây là màu rêu, màu này rất là đẹp luôn, size XS. Thật là tuyệt vời. Những loại quần này, màu này đẹp lắm các bạn. Thì đây là cái áo, áo này ở dưới có cái thun bo. Đó, nó phùng lên như vậy. Áo này là size medium. Quần là size XS. Người CC đâu có cân đối gì đâu. Ngực medium, quần có XS. Áo này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Quần này cũng vậy đó, hai thương hiệu khác nhau ha. Áo này dây kéo đằng sau. Bộ này thì tuyệt vời quá rồi, đẹp quá rồi. Đó. Bạn nào mua bộ này, mua đi, mua CC mặc bộ này đó. Đẹp lắm. Rất đẹp bộ này luôn. Đơn giản, dễ mặc mà đẹp ha. Tuyệt vời đó.
Bạn thích không? Thích không? Trời, tự hỏi tự trả lời luôn. Đẹp quá các bạn ơi, thiệt là thích luôn, đẹp quá là đẹp luôn. Áo size medium, quần size XL. Và tiếp theo đây, áo này là mình vải xoa cá hiệu Michael Kors. Áo này là mình vải xoa cá hiệu Michael Kors ha. Tay dài hơi lê loe, có cái nơ buộc ha. Mình vải đen chấm bi, cái cổ xẻ như vậy không có sâu ha. Đây là dạng áo rộng đó. Và đây là cái quần tây lưng thun có dây rút, bạn rút tới đâu đó bạn rút. Quần tây ống nhỏ. Quần này không phải là dạng quần thụng mà nãy giờ CC review, không phải nha. Đây là quần tây. Bộ này là size small. Cái quần này thì nó cùng thương hiệu với lại những loại quần thụng, nhưng mà cái kiểu quần này hoàn toàn khác nhau ha. Cái mình vải khác, cái kiểu cũng khác luôn. Đây là quần tây, không phải là quần thụng nha các bạn. Ở dưới không có cái bo ha. Nó dài quá, CC săn lên đó. Size small nè, rộng nè, thoải mái nè. Áo cũng là size small. Bộ này rộng đó nè. Áo là dài như vậy nè. Rồi đó cô, tuốt xuống như đây luôn đó nha. Nè, tới tay CC luôn nè. Đó, hiệu Michael Kors, size lớn. Đó, chị em nào size medium mặc được đó, rộng lắm. Size medium mặc được bộ này. Áo đẹp các bạn. Mua những cái thương hiệu nổi tiếng như vậy mà mình đi đâu mình cũng mang theo, good lắm các bạn. Mặc đi làm mỗi ngày luôn, sang, lịch sự, đẹp. Áo hiệu Michael Kors, size small. Quần hiệu diễn biết nổi tiếng trên thế giới, size small. Quần tây lưng thun ống nhỏ ha. Áo bỏ ra ngoài cũng được nha các bạn, thương ha. CC không có mặc đồ kiểu này bao giờ đâu, nhưng mà CC nhìn thấy cũng đẹp đó, không quen mặc dài tay. Được các bạn, mua mặc đi làm lịch sự đẹp mà rẻ tiền nữa. Các bạn ít bây giờ thấy màu xanh đen lắm ha. Màu xanh đen khó mua lắm, chắc có thể là nhiều người thích cho nên người ta mua hết trơn rồi, không có còn on sale. Quá đẹp luôn. Áo này có lâu rồi mà quần này thì mới ha. Áo này là mình vải xoa, cái xoa gì đó CC không biết nữa, mà nó lạnh như là thun lạnh luôn, không nhăn nha. Áo này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Quần này là quần thời trang ở Mỹ, nhưng mà các chị em cần mua cái loại quần này thử một lần để biết cái mình vải rất lạ và rất đẹp. Bộ này là size small đó, nhưng mà CC mặc được đó, mặc vừa y luôn, mặc được đó. Quần lưng thun nha, đẹp quá các bạn, phải nói là bộ này xuất sắc nha, hiếm bao giờ. Các bạn thấy CC review màu xanh đen, tại vì nó không có, ví dụ có được cái áo thì không có cái quần, có cái quần không có cái áo, rồi cái váy cũng vậy. Này mua lâu lắm rồi đó, cứ để dành, cứ thấy đẹp mua vậy đó các bạn. Đó rồi, cũng phối được. Quần này các bạn không sợ dài vì ở dưới có cái bo, đỡ tốn tiền cắt like. Bộ này thật đẹp, size small ha. Các bạn có nhớ cái áo này không? Mua lâu rồi ha. Lẫn nè, tới ngay lưng quần, lưng váy, áo mình vải thun lạnh. Họ có đính những cái hộp hơn ha. Có được một cái áo
kiếm hoài không có cái quần với cái váy nào hết. Đây nè, mới mua nè, mới mua được cái quần, cũng có mấy hộp phơ luôn, có luôn cái beo này nha. Cái beo này nó đi chung với cái quần. Quần này thun, size small, CC mặc rộng lắm, rộng khoảng tới 6 phân nha. Bụng rộng nè, mông rộng nè. Thành ra các chị em nào size small, bụng rộng hơn CC khoảng 6 phân, đùi to to, căng tròn tròn một chút, thì các bạn mặc cái quần này sẽ rất đẹp. Còn cái chân ốm như chân CC thì không mua. Đây là quần tây ha, thật là đẹp cái quần này luôn. Chỉ cần người các bạn tròn một chút thôi, bụng các bạn to một chút thôi. Đây, không còn cái nào có thể đẹp hơn cái này. Cái này là cái mạc nha các bạn, khi các bạn cắt ra ha. Nè, rồi ôi tuyệt đẹp luôn. Áo này đẹp lắm các bạn. Là vì sao nó đẹp? Vì nó vừa chấm ngay cái lưng quần, nó mới đẹp. Quần này không có túi ha. Các chị em chỉ cần với tay lên nhiêu đây thôi là đủ đẹp rồi. Đó, không còn một điểm nào chê bộ này. Con bộ à, chị em nào nhanh mua được ha. Bộ này là size small, trên cả tuyệt vời, xuất sắc đó các bạn, đẹp lắm luôn. Gái CC xuống kìa, mang nguyên thùng đồ xuống kìa, thùng nhỏ nhỏ thôi, không có lớn. Để coi có gì review đó nha, mê luôn. Bệnh ghiền, bệnh ghiền, cho CC không review là không chịu được các bạn ơi. Ghiền á, ghiền, đam mê rồi ghiền nữa, trời ơi, đẹp thiệt á. Ngày nào cũng được mặc đồ mới, đi tới đi lui, khoe với cả nhà. Trời ơi, ai mà không thích trời. Thiệt đẹp luôn các bạn, tuyệt vời quá. Bộ này đẹp các bạn, phải nói là bộ này rất đẹp luôn. Có một bộ màu à. Quần thì quần đen các bạn dễ rồi, nhưng mà cái áo này nè, áo này mới là khó mua. Khó mua là cái gì? Là nó vừa chấm ngay cái lưng quần, và cái kiểu design rất đẹp, mình vải thun lạnh, mát lạnh à, thích lắm. Và tiếp theo, tuyệt đẹp đúng không ạ? Đây là những loại áo ấm, mà ấm vừa vừa thôi. Tối tối nè, mùa hè luôn á, tối tối các chị em mặc đi ăn đêm, ăn khuya gì đẹp lắm. Mỏng. Áo này là hiệu Guess, size medium. Những loại áo này các chị em mặc với lại quần thụng như vậy nè, mang giày bata nha các bạn, đừng có mang đôi này đó. Đây là dạng quần thụng, CC có 5 màu. Một kiểu này thôi, một thương hiệu, 5 màu. Quần CC mặc là size small. Áo này CC mặc là size medium. CC bắt buộc phải mặc medium vì bị cái ngực. Mà cái dạng này mặc càng rộng càng đẹp ha. Cho nên chị em nào bằng CC, thí dụ như ngực 88, rồi tướng các bạn cũng nhỏ con như CC, thì các bạn nên mua áo size medium, nhưng mà quần chỉ mua small thôi. Cùng lắm là các bạn mua small thôi, chứ medium luôn là rộng lắm các bạn. Quần này nó có cái bo ở dưới rồi, mặc thích lắm các bạn ơi. Mang giày nha, phải mang giày bata mới đẹp ha. Bộ này là không còn một điểm nào để chê luôn. Mặc kéo nó phùng phùng lên nó mới đẹp ha. Đó, đi du lịch chơi các nơi như vậy là tuyệt vời các bạn. Ví dụ như các bạn mặc ở bên trong một cái áo ba lỗ, áo hai dây màu đen, các bạn dùng cái áo này nè, cột ở bụng hoặc là cột ở vai, number one luôn đó. Trời, CC mặc nhiều lắm các bạn. Các bạn đi đường các bạn thấy người ta mặc đầy luôn. Như loại áo này, các bạn mặc làm sao mà để cho nó phùng phùng lên như vậy nó mới đẹp đó. Tức là cái bụng các bạn phải có, thì các bạn mặc những dạng áo này nó mới đẹp. Mà dạng áo này các bạn mặc với quần tây cũng đẹp, quần jean cũng đẹp, váy đầm cũng đẹp, váy jean, váy gì cũng đẹp cái áo này. Rất là dễ mặc luôn các bạn. CC còn cái này là cái cuối cùng màu đỏ đó. Có nhiều lắm, nhưng mà hình như là màu khác, hiệu khác. Tuyệt đẹp ha. Quần thụng, CC có 5 màu đó. Các chị em nào muốn mua màu nào cho CC biết.
CC mặc đủ màu các bạn ơi, ra nhiều màu mua hết. Tại CC thích mặc quần này lắm, mặc quần này các bạn mê lắm, thoải mái lắm. Có đi Việt Nam cũng mặc, đi tiểu bang này tiểu bang kia, ngồi xe xa xôi cũng mặc, tại vì nó rất là gọn gàng, rất là đẹp, thích lắm. Thì đây áo hiệu Guess size medium này nổi tiếng lắm nha các bạn, nổi tiếng trên thế giới luôn đó, chứ không phải Mỹ. Size X small có 5 màu ha. Nhưng mà những cái màu kia thì bây giờ nó đang nằm ở trong cái chồng kia rồi, chưa có lấy ra được, với lại chưa có áo để phối với lại những cái màu đó. Mà các bạn muốn mua thì cho CC biết. Thật đẹp ha. Và tiếp theo đây, đây cũng là cái quần thụng giống như cái quần đen hồi nãy đó. Mã này là màu xám ha. Thì với những cái dạng quần thụng như vậy nè, thì các chị em mặc những cái dạng áo lửng hở hở một chút thôi, vừa ngay cái lưng quần thôi là tuyệt đẹp. Quần này cũng là size X small, CC mua cho CC không đó. 5 màu luôn đó. Mặc này sexy lắm các bạn, đẹp lắm. Cái áo này không có nút cài, các bạn cột thôi, cho nên CC không cởi ra được, nếu cởi ra là nó bung luôn đó. Đó là như vậy. Thật là đẹp luôn. Quần này là size X small cho nên CC nghĩ CC không cần mặc quần độ mông đâu. Hay là muốn mặc cũng được, tùy các bạn. Các bạn mặc áo thun ba lỗ dạng crop top, dài áo bỏ bên trong cũng đẹp. Vì đây là dạng quần thụng mà là quần tây đó. Mặc đẹp lắm các bạn ơi. Nè. Thoải mái mà đẹp lắm. Thì đây là cái màu quần thứ hai ha. Chị em nào muốn mua đủ 5 màu cho CC biết. Này là CC mua cho CC không à. Chỉ có size X small only thôi ha. Thật đẹp ha. Áo này hơi khó mặc, cho nên các chị em nào chịu chơi lắm thì mới mua ha. Này CC mua cho CC. Có ngực. Mặc cái áo này mới đẹp. Chỉ là cột thôi. Như vậy. Bạn nào chịu chơi thì mặc áo này. Thật đẹp ha. Và tiếp theo, trước khi nói về cái bộ đầm này, thì đây các bạn, đây là đôi guốc thấp chừng 5 phân thôi, size 7, hiệu Guess, rất là đẹp luôn. Các bạn mặc nguyên một bộ đồ tay trắng, áo đầm trắng, các bạn mang đôi này là không còn một điểm nào có thể chê luôn. Rẻ tiền, không đắt ha. Size 7. Trời ơi, CC thấy mà mê luôn. Không có chân của CC. Mềm lắm nha các bạn, êm lắm. Nè, hiệu Guess. Tuyệt vời ha. Đó, có một đôi duy nhất à. Size 7 nha. Và đây, cái váy này thì quá quen thuộc với chúng ta rồi đúng không ạ? Thật là đẹp, thấy là phải mua liền. CC cũng chưa có cái váy này nữa đó. Có, nhưng mà kiểu khác. CC có váy này nhiều, mình vải này nè, nhưng mà cái bông khác, không một điểm nào chê luôn. Các chị em có thể mặc những cái áo thun ôm, thanh top, CC hết rồi. Cho nên CC mặc áo dài, áo bỏ trong, CC quen áo bỏ vào trong rồi. Các chị em không muốn bỏ vào trong thì các chị em bỏ ra ngoài, nhưng mà rút cho nó nhúng 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 tại nó sẽ đẹp hơn. Này. Cho nó vào trong cái bèo này. Thật là đẹp luôn nha các bạn. Cứ để tự nhiên đi. Rồi nó muốn làm sao nó muốn. Cái váy này là vẫn còn nhiều bạn hỏi CC lắm đó. Thì chị em nào nhanh mua được cái váy này.
Cái mình vải này nè lạ lắm các bạn, đẹp lắm luôn đó cái váy này ha. Size small. Thường những cái áo thun này là double size không đó, small medium. Mình vải thun rất mát, mỏng, ôm mà đẹp vô cùng cái áo thun này luôn. CC kén những cái áo thun này lắm nha, CC lựa kỹ lắm. Là tại vì CC bị cái ngực á. Cho nên là mặc những cái mình thun mà nó không có đẹp á, nó không có ôm được cái ngực. Đó cho nên là những cái áo thun này nếu mà các chị em chỉ cầm dơ lên nhìn cái màu rồi các chị em lấy thôi về không mặc được đâu. Các bạn phải quen mặc nhiều và phải biết trên người các bạn có khuyết điểm nó là cái gì. Tại vì dạng áo này là áo ôm mà người các bạn sao nó ra y vậy á. CC bị cái này cho nên CC rất là kén chọn những cái áo ôm như vậy đó. Mình vải này là khỏi chê luôn, mặc rộng rãi thoải mái á. Mà ôm nha, chứ không phải rộng rãi mà nó dư ra nha, không có nha. Đó, thì đây chị em nào muốn thì mua bộ này nhá, nếu không CC mặc thì cái váy này CC cũng chưa có nữa, chưa có cái hình chiếc thuyền này thật đẹp ha, rẻ tiền các bạn, một cái váy để bao nhiêu năm trời thật là tuyệt vời. Và tiếp theo đây với một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, size small, mình vải phi bóng. Đây là cái váy 2 trong 1. Các chị em có thể mặc thành váy, nhưng mà đâu có ai cao dữ thần như vậy. Các chị em có thể mặc thành đầm giống như CC như vậy. Trên cả tuyệt vời. Các chị em ngực nhỏ mặc cũng được. Các chị em ngực lớn như CC mặc cũng được. Không biết nói gì luôn, rất là đẹp luôn. Cái này là chính người bạn của CC trong Macy cầm đưa cho CC, nói với CC rằng là bạn mặc cái này sẽ rất đẹp. Rồi CC lấy. Thật là đẹp các bạn. Thường đó các bạn chỉ thấy ok váy nó có cái lưng thun nó nhúng nhúng thì mình mặc 2 trong 1 đúng không? Ít có bao giờ mà các bạn thấy như vậy mà 2 trong 1 lắm ha. Nhưng mà có đó. Tại mình không thấy thôi. Đây. Chiều dài vừa luôn nha các bạn. Các bạn có thể phát một cái áo gì đó nếu các bạn muốn. Thật là đẹp luôn. Cái màu đẹp lắm nha các bạn. Rẻ tiền. 50% off rồi. Rất là rẻ luôn. Thật là đẹp. Đẹp vô cùng. Mình bởi phi bóng nữa. Mà mát, thật là mát. Thật là đẹp cái đầm này. 2 trong 1 ha. Váy cũng được, đầm cũng được. Và tiếp theo đây, đây là một bộ hiệu Michael Kors. Không biết nói gì luôn các bạn. Đẹp mà lịch sự vô cùng luôn. Mà đi nhà thờ được, đi làm việc được, đi gặp đối tác được. Bộ này là size XL đó. CC mặc vừa, rộng rãi, thoải mái vô cùng ha. Quá là đẹp bộ này. Đúng là đi làm hoặc là đi tới những nơi văn phòng hoặc là gì đó. Bộ này đẹp quá các bạn. Nên mua một bộ này đi, để trong tủ đi. Phòng hờ đi đâu đó, lấy ra mặc liền luôn. Đơn giản, lịch sự mà quá đẹp. Mặc con người gọn gàng đẹp, thật là đẹp đó các bạn. Size XL ha. Áo này là mình vải thun cô tông. Váy này là mình vải thun nhưng mà họ có dệt một chút kim tuyến. Túi này là túi giả thôi ha. Rồi phải nói là bộ này xuất sắc luôn. Thật là đẹp bộ này luôn. CC thiệt là ưng ý bộ này. Áo này bỏ ra ngoài là như vậy ha. Dài. Vừa qua mông CC. Size XL. Áo này mặc với quần jean, mặc với váy jean, nói chung mặc gì cũng đẹp. Nhưng mà mặc với cái váy này đẹp quá. Các bạn biết sao đẹp không? Nhờ cái dây kéo này nó màu vàng. Nè, cái dây kéo màu vàng nó đi với lại những cái lằn vàng 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 này nè. Đó, nhiều đó thôi đó là đủ đẹp rồi các bạn.
cái màu nó phối rất là dung hòa, rất là đẹp luôn. Xuất sắc bộ này đó, size X small, CC mặc vừa y vừa như may luôn nha các bạn. Áo rộng rãi thoải mái nè, váy nè vừa y luôn nha. Dây kéo bên hông, mặc quần độn mông dảnh dảnh lên, ôi đẹp quá. Bộ này là trên cả tuyệt vời đó, xuất sắc luôn. Và tiếp theo là bộ này, bộ này quá đẹp luôn đó các bạn, nhưng phải dành cho các chị em size medium. Áo này đẹp lắm, mặc với quần thụng, mặc với quần jean trên cả tuyệt vời. Đây là dạng áo mình phải thun hơi dày một chút ha. Các bạn có thể dùng mà xuân hạ thu đông bốn mùa các bạn mặc được cái áo này đó. Nếu mùa đông quá lạnh bên trong mình mặc một cái áo ấm rồi mình mặc cái áo này ở ngoài. Áo này là size medium, rộng lắm các bạn. Đây là cái dạng lửng, cho nên các chị em mặc quần jean đẹp lắm cái áo này, xuất sắc luôn. Cái màu này với cái váy, màu nó phối chính xác màu luôn, thật đẹp luôn. Các bạn thấy bên nước ngoài họ hay mặc như vậy lắm, áo rộng thun tha thùng thình như vậy nè, váy như vậy. Váy này là quá sức đẹp. Cái phần này nè, nó ôm nguyên một cái phần bụng cho các bạn luôn. Đó, ôm nguyên như vậy luôn ha. Rộng lắm nha các bạn, rộng dữ lắm luôn á. Này không phải màu vàng đâu nha, màu này là màu giống như màu lam non hay màu gì đó. Trời ơi, cái váy nè, các bạn nhìn cái độ xòe cái váy nè các bạn, mê luôn. Các chị em size X small không mua, các chị em size small mà các chị em to to đó, bụng to, ngực to, rồi nói chung là to đó, thì các chị em mua. Chính xác nhất là các bạn size medium mua bộ này, bảo đảm là mặc đẹp, đẹp mà đẹp có cá tính chứ không phải là đẹp dễ thương hoặc là nhí nhảnh này nọ, không có nha. Đẹp đẹp ngầu ngầu, đẹp bụi bụi, đẹp cái kiểu phong trần, đẹp tự nhiên quên lẫn chữ nói, đó là như vậy đó, ngầu ngầu bụi bụi đẹp đẹp. Đừng có mang đôi này nha, mang ba ta mới đẹp, xuất sắc luôn các bạn ơi, mê luôn. Các bạn thấy độ xòe của cái váy không? Áo này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đó, áo này nè, áo quá đẹp luôn. CC mặc không vừa, rộng quá, quá rộng, áo quá sức đẹp. Thích cái màu á, màu này là của năm nay mà, mê các bạn ơi, thật là đẹp các bạn ơi. Váy màu cũng đẹp, quá đẹp luôn bộ này, xuất sắc. Chị em nào size medium nha, hãy mua lấy bộ này. Không phải màu vàng nha các bạn, không phải. Đẹp, vô cùng là đẹp bộ này, mà rẻ tiền lắm, xuất sắc luôn. Quá đẹp đúng không ạ? Các bạn nhìn cái áo, cái váy đừng nhìn CC là tại vì nó rộng quá. Cái áo này của BB mà style lót lận, cho nên là CC mặc nó rộng quá. Cổ lọ, cái phần này nó như là cổ tim vậy đó. Rồi cái miếng này nó đắp lên như vậy thôi hả nè. Đó, chỉ có vậy thôi, rộng lắm. Của BB size lót, áo này là dạng ôm eo. Cái áo này phối với lại cái váy này thật đẹp. Cái váy này là cái mình vải gì đó CC không biết nữa, nhưng mà nó rất là, nè các bạn nhìn nè, nó có cái độ thụng ha, thành ra mặc rất là đẹp. Váy lưng thun rộng rãi thoải mái ha. Thành ra các chị em size medium đi, các bạn mua bộ này mặc được luôn á. Small không mặc được, X small không mặc được. Nè, cái vai nó lên như vậy thì cái cổ nó mới vừa, nó mới đẹp ha. Như vậy nè. Các bạn có thể mua cái áo không, hoặc là mua chung bộ. Áo thật đẹp luôn các bạn. Đó. Không có rộng đâu nha. Vừa như vậy nè. Đó, các chị em mặc là sẽ đẹp như vậy ha. Áo thun mỏng, mát, đẹp. Đó, cái dạng nó ôm như vậy nè. Mặc cùng tay là đẹp lắm nha các bạn. Cổ lọ ha.
thật là đẹp cả. Size medium mặc được, size large là của cái áo này rồi. Đó, như vậy áo quá đẹp, xuất sắc luôn nha các bạn, rất là phù hợp với lại cái váy này luôn. Đó, wow, thật là đẹp đó. Bỏ vào bên trong đi cho nó đẹp ha. Như vậy bộ này đơn giản mà rất đẹp. Các bạn size medium mua bộ này đi, đẹp quá. Các chị em nào cái bụng to hơn cái ngực không mua cái áo loại này, mặc không được ha. Trên cả tuyệt vời, phải nói là đẹp, rất đẹp bộ này luôn đó. Nhưng các chị em muốn mua gì mua ha, muốn mua áo, muốn mua váy hoặc là muốn mua chung thì tùy các bạn. Cái váy này đẹp, các bạn thấy không, họ cắt phần ở dưới nó đổ, nó xòe ra và nó có xẻ này đó. Khi các bạn đi ngay cái đầu gối các bạn nó đánh tung cái đó lên, thành ra nhìn cái tướng các bạn rất là đẹp khi mà các bạn mặc cái váy này ha. Đó, các bạn thấy không, nó bung cái xòe ở dưới ra, tuyệt vời, tuyệt vời, xuất sắc bộ này. Với điều kiện size medium hãy mua. Bụng nhỏ nha, bụng da trùng da nhăn đó mặc được, còn cái bụng mà cao hơn cái ngực là không mua. Đẹp bộ này, phải nói là đẹp các bạn. CC thích cái váy quá. Các bạn nào mua cái áo mua đi, cái váy CC mặc, mặc xệ một chút cũng được, không sao, rộng đó nhưng mà không sao. Áo CC mặc không vừa, áo đẹp quá mà mặc không vừa. Các bạn vai ngang mặc cũng được đó. Nè, áo này là dành cho các bạn vai ngang đó. Vai ngang mặc áo này là tuyệt đẹp đó. Thích quá à, nhưng mà không mặc được, không thể nào mặc được cả. Thứ nhất vai CC, vai xui là mặc đã không được rồi. Thứ hai nó rộng quá, size large. Tuyệt vời của BB ha. À, tiếp theo, bộ này quá sang và quá đẹp nhưng quá rộng. Áo này là hiệu Michael Kors, size medium cho nên nó rộng dữ lắm nha các bạn. Các chị em size large chỉ nên mua size medium thôi của hiệu Michael Kors này. Các chị em mặc vừa thì cái cổ nó sẽ đẹp lắm. Cái sợi dây chuyền này nó nằm ngay ở trên cổ các bạn như vậy nè, cho nên các chị em không cần phải đeo dây chuyền ha. Và đây là cái cổ chữ U, các chị em mặc vừa nó sẽ đẹp như vậy ha. Đó, cổ này như vậy, mình vải thun lạnh, cái tay sơ mi kéo lên ha. Cái váy này thật sang, thật đẹp nhưng nó lại là size xấu. Xấu các bạn mặc với lại cái áo size medium này là được. CC bóp lại ở đằng sau như vậy, rộng khoảng tới 8 phân. Dây kéo đằng sau ha. Đó, nè. Các chị em mặc đúng nó sẽ đẹp như vậy. Nhất là cái cổ này đẹp lắm nha các bạn. Đó, nè. Khỏi cần phải đeo dây chuyền luôn. Áo mình vải thun lạnh, áo này các bạn mặc váy đen cũng đẹp, váy đen cũng đẹp. Nhưng mà CC thấy phối với lại cái váy này đẹp, sang. Thường các bạn thấy bố là các bạn thấy sang rồi. Thật là đẹp bộ này, với điều kiện các bạn size medium to to các bạn mới mặc đẹp bộ này. Tuyệt vời các bạn. Cái váy là hiệu Calvin Klein, cái áo là hiệu Michael Kors. Các chị em muốn mua cái váy thì mua, muốn mua cái áo thì mua, muốn mua nguyên bộ thì mua. Rất là sang và đẹp. Hiệu Calvin Klein thì chắc chắn là sang rồi. Cái váy này 89 đô, 50% off. Quá rẻ luôn. Như vậy nha các bạn, size medium hiệu Michael Kors cho nên nó rộng lắm ha. Áo này mặc quần jean cũng đẹp, quần tây cũng đẹp, váy đen cũng đẹp, váy này cũng đẹp, váy đẹp quá, đúng là hiệu Calvin Klein, xuất sắc ha. Và tiếp theo đây,
Mùa hè của các chị em chúng mình là như vậy nè. Áo này CC nhiều lắm. Áo này là mình vải phi cổ đổ nha. Thật là đẹp luôn các bạn ơi. Áo này size medium. Váy này là size small nha. CC mặc rộng 8 phân. Nhưng mà có thể mặc được. CC sẽ mặc sệ xuống. À không được các bạn ơi, sệ quá. Không được, không được, sệ lắm. Tại vì cái áo này nó size medium, thành ra nó hơi dài. Cái dây rút được không ta? À, cái dây rút được, rút được. À, nhưng mà rút lên thì cái cổ nó lại bị ngắn, nó hết đẹp rồi. Nói chung là mình mặc làm sao cho nó ngắn lên như vậy nè, để nó thấy cái phần này. Cái sợi dây này là của cái váy này luôn ha. Nói chung là các chị em cái lưng cao hay là mặc sao đó để như vậy thì đẹp lắm nè. Váy này CC mặc rộng quá, mặc rộng tới 8 phân luôn á. Thật là đẹp bộ này các bạn ơi, quá là đẹp luôn. Cái dây áo rút được nha các bạn, rất đẹp, chỉ có cái váy rộng quá. Cái váy này nó đẹp là nhờ cái sợi dây này. Nhờ cái sợi dây này nó làm cho cái áo này đẹp. Thành ra đi chung một bộ này quá xuất sắc luôn. Bộ này là tuyệt vời luôn đó nha các bạn. Quá đẹp bộ này. Váy rộng quá. CC mặc rộng dưới lỗ rúng luôn á. Dưới tới 2-3 phân cho nên không mặc được đâu. Vì đây là dạng váy lịch sự mà. Nè. Mình không có thể mặc theo cái kiểu như vậy được. Nếu nó là vải xô CC mặc được. Còn cái này không được đâu. Rộng quá. 8 phân lận nha. Các bạn có thể mua cái áo hoặc là có thể mua cái váy. Áo này là CC biết các bạn mua nhiều lắm. Năm ngoái CC bán cho các bạn những dạng áo vải phi bóng 2 dây như vậy quá chừng luôn ha. Trời ơi, mỗi bạn mua tới mấy cái luôn á. Rẻ tiền. Mùa hè là như vậy đó. Thật đẹp bộ này. Rồi, nhiều quá rồi đó các bạn. Tha hồ các chị em lựa chọn. Số phone của CC là 706-987-9063. Số phone của anh Sam Việt Nam 098-257-1934. Từ cái ngày lễ MRD cho tới 2 tuần là còn có mấy ngày nữa thôi. Thì chắc CC đi du lịch về một cái là mình sổ số ha. Thì các chị em cứ mua một món hàng là các chị em chọn một con số từ số 1 tới số 100. Mỗi một số chúng là 50 đô tiền mặt. Các chị em có thể dùng số tiền đó để mua lại hàng của CC ha. Thí dụ như số các bạn chọn trùng nhau mà CC bấm ra cái số đó thì cái số 50 đó sẽ chia đều cho các bạn. Tuyệt vời. Rồi. CC xin được tạm ngừng video đây nha. À, xin cả nhà tặng cho CC một nút like và những lời bình luận nha. Bye bye. I love you. Hello. Xin chào. Xin chào các tình yêu của CC. Đây các tình yêu ơi. CC thấy sale là CC mua liền cho các bạn à. Thì mua từ từ các bạn. Được bạn nào trước thì được ha. Cái áo này CC thích là gì? Nhưng mà các bạn nhớ để CC nhắc, áo này nó có tới nhiều loại. Cái áo này chỉ là một cái áo thun như vậy. Nó không có cái phần gen ở đây. No. Không có cái phần gen ở đây. Nhớ nha. Nhưng áo này thì nó có cái phần lót cái áo ngực cho các bạn. Cho nên các bạn không cần mặc áo ngực. Hai cái hoàn toàn khác nhau. CC sợ các chị em lộn rồi bắt công và mình gửi tới gửi lui. Y hệt như vậy. Hai dây. Một cái có cái áo ngực ở bên trong và một cái là nguyên một cái phần bụng này gen. Nhớ nha. Màu trắng và màu đen luôn. Thì đây, cái này coi như rồi, giải thích xong rồi ha. CC đang mặc nè. Là như vậy. CC đang mặc đó.
CC hay mặc áo bỏ trong ha, quen rồi. Bây giờ các bạn mặc một cái áo này ở bên ngoài với cái váy này. Bộ này là không có một điểm nào chê luôn nha các bạn. Các bạn biết váy vải xô màu đen hiếm. Cái váy là size small. Cái áo này cũng là size small. CC nhớ là CC có hai cái áo này lận đó mà giờ tìm không ra. Thì để tính sau. Nhưng mà nói chung bộ này là small. Áo này cực kỳ đẹp luôn. Nè. Đẹp lắm luôn ha. Đó. Các chị em có thể mặc ở bên trong cái áo này thì mặc. Còn không thì các chị em có thể mặc một cái áo ngực gì bên trong thật là đẹp. Thì tùy các bạn ha. Size small. Áo này ha. Áo voan lưới size small. Và áo này là dạng áo lót của mình đó. Nhưng mà nhớ nha, nó có cái phần lót ngực ở bên trong. Cái mình vải thun đẹp, độc lạ. Các bạn phải nên nhớ đây là áo lót. Cho nên nó hoàn toàn khác hết tất cả những cái áo thun hai dây của mình mua ở ngoài. Đó, dài lắm. Giờ sẽ cởi bằng cách nào? Thôi, dày đi. Nè. Cầm lên thì nó như vậy đó. Nhưng mà khi các bạn mặc vào người thì các bạn muốn kéo tới đâu đó các bạn kéo ha. Dài vừa qua mông của CC. Là như vậy, có hai cái à. Là các bạn muốn. Các bạn muốn áo bỏ bên trong giống như CC mặc như vậy thì tùy. Nói chung là các bạn mặc như thế nào cũng đẹp cả. Như vậy. Bộ này là trên cả tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Váy đen này có một cái thôi ha. Có một cái váy đen và một cái xanh đen. Thật đẹp đúng không ạ? Đó. Trên cả tuyệt vời các tình yêu ơi. Áo này sẽ có hai cái ha, một cái đen và một cái trắng. Những loại áo này nè, họ để chồng chồng lên, không có mạc, không có gì đâu nha. Có vài chị em thôi, vài người thôi, các bạn rất là kỹ. Nhưng mà các bạn không hỏi CC rồi các bạn nghĩ xấu. Các bạn nghĩ rằng là CC gửi đồ cho các bạn không có mạc, không có gì hết. Có nhiều loại áo họ để chồng chồng lên không có mạc gì hết. Và có một số thì CC cứ mặc ra mặc vào nó rớt mất. Nhớ CC nói nè, CC không phải như người ta đâu. Đồ mặc rồi CC không bao giờ bán. Không phải là CC thôi nói hoài rồi, tôi mong các bạn hiểu đó. CC không có tánh như vậy đâu ha. Thành ra các bạn nào tin mua à, thôi nói vậy đi. CC bán hàng cũng mấy năm rồi, rất nhiều các chị em biết cái điều đó rồi ha. Chỉ có mấy bạn mới thì mấy bạn không biết, nhưng mà nhìn CC là biết rồi. Muốn nghĩ sao nghĩ các bạn ơi. Như là CC là vậy đó. CC không dụ các bạn mua đồ đâu. Không có dụ đâu. Bạn là thích mua à, không dụ. Với lại một điều, mặc rồi không bao giờ bán đâu ha. Và tiếp theo, mùa hè tới rồi. Đây là thời trang mùa hè ở Mỹ đó. Nhưng mà các chị em nhớ nha, lúc nào cũng phải cần những cái áo này. Cần lắm nha. Bạn bác sĩ Mỹ của CC ông cứ dặn đi dặn lại CC đó. Các bạn đi ngoài đường nóng hừng hực à, bỏ nó trong giỏ hoặc là quấn nó trên người đi. Khi bắt đầu bước vào cái nhà hàng nào đó, còn đứng ở ngoài để chờ đó, mặc liền vào. Đừng có để cái máy lạnh ở nhà hàng nó phà vào người các bạn. Cảm liền ngay tức thì, ác xì liền ngay tức thì. Quan trọng lắm ha. Đi chơi mà để bị cảm là đâu còn vui vẻ gì nữa đâu. Thành ra nhớ là phải có những cái áo này. Áo này nó nhỏ xíu rồi mà. Thun lạnh cũng được, thun này cũng được. Nhưng mà cần lắm. Đang nóng mà đi vào lạnh là cảm liền. Thì đây, bộ này là thời trang mùa hè đúng y luôn. Quần này dài đó các bạn.
Các bạn có thể cắt lên 5 phân thì cái lằn đen ở dưới nó vẫn còn, không sao đâu ha. Rồi, là như vậy thôi. Vừa rẻ tiền vừa đẹp cho mùa hè. Áo thun. Quần này là vải tôn ha. Đây là những cái quần cực kỳ hot. Bắt đầu vô mùa một cái CC mua liền luôn, CC mua 20 mấy cái luôn đó các bạn. Cái nào sale mua hết. Rồi bây giờ mới bắt đầu có nè. Đó. Rẻ tiền các bạn. Áo này thì quá rẻ rồi ha. Quần này cũng rẻ ha. Áo khoác này cũng rẻ ha. Rồi xong bộ mùa hè rồi đó. Áo này là size small. Áo trắng là size small. Quần này là size small. Nói chung là bộ này size small. Cái bản trước là lưng quần tây, ở đằng sau là lưng thun. Các chị em muốn mua gì mua nha. Muốn mua áo này mua, muốn mua này mua, muốn mua quần mua, tùy các bạn. Thật là thoải mái, đẹp, dễ mặc, dễ giặt, rẻ tiền. Đơn giản như vậy được rồi. Và tiếp theo đây, các tình yêu ơi, đẹp quá đúng không ạ? Quần này là của CC, quần này size X small. CC còn một cái này, một cái cuối cùng size small thôi. Thì chị em nào chưa mua thì mua liền ha. Đây, quần này là không có một điểm nào chê. Cho CC chấm điểm quần này, trên 100 điểm luôn đó các bạn. Này của CC rồi, một cái còn kìa, size small ha. Quần này á, các chị em mặc áo gì cũng đẹp hết. Cái áo này nè, để CC nói, nó đẹp vô cùng đẹp. Mà mặc với những kiểu quần như vậy là đúng luôn. Size small nè, mà sao nó rộng đến như vậy CC không hiểu luôn các bạn ơi. Cái nách nó tuột tuốt xuống dưới đây luôn. Thành ra với cái áo này nè, các chị em nào bụng to, size medium, các chị em mặc là tuyệt đẹp luôn đó. Tuyệt đẹp luôn, mặc với quần tây nào cũng đẹp hết. Bụng to, đi ăn thoải mái, ngồi ăn tự tin luôn. Cái áo này nó là cái dạng nó xòe, cho nên các chị em cần phải mặc những cái quần ống rộng suông như vậy, hoặc là quần ống loe nó mới đẹp. Thì với cái áo này mặc những dạng quần này là trên cả tuyệt vời rồi. Áo này CC không mặc được nha, tại vì nó quá rộng. Chị em nào size medium mà chị em to mua cái áo này, bảo đảm là bạn mặc rất đẹp với quần tây ha. Áo này chỉ có mặc được với quần tây, quần sọt thôi, quần jean. Áo này chỉ có thể mặc quần tây, quần sọt và quần jean thôi. Mặc váy không đẹp, CC thử hết rồi, cũng đẹp đó. Mặc quần tuyệt vời. Áo size small nhưng medium mới có thể mặc được. Quần này CC còn một cái size small ha. Này của CC chưa tháo mạc nhưng mà sáng mạc. Và tiếp theo đây CC mặc luôn cho các bạn xem luôn nè. Các bạn mặc như vậy, đeo cái túi này cũng rất đẹp đó. Kéo dây cao lên, đeo cho ngay đây nè. Rất đẹp ha. Áo thun này là loại thun cô tông, mát lắm, hiệu Michael Kors. CC có hai cái CC đang mặc là size medium, cái kia là size large. CC có một cái size small, CC mặc cũng mấy tháng này. Tuyệt vời lắm cái áo thun này, mát lắm, rẻ tiền. Và đây là cái quần, quần này là size small nè, cho nên nó rộng. CC phải kẹp lại, rộng khoảng 4 phân ha. Còn cái quần hồi nãy CC mặc là size X small của CC không bán ha. À, để CC nói cái áo bông hồi nãy nó size medium mà CC lộn, cởi ra mới nhìn thấy size medium. Thành ra cái áo đó size medium, các chị em mua mặc với cái quần này size small là number one. Cái áo này size medium và một cái nữa là size large hiệu Michael Kors. Các chị em mặc bộ này, đeo cái túi đeo chéo này tuyệt đẹp luôn. Cái màu các bạn thật là đẹp luôn, mà rộng để được nhiều đồ. Đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới này. Đây như vậy, thật là thích cái túi này ha, nhẹ nữa.
quần này có túi sau ha. Đây là dạng quần lưng cao đó, mặc đẹp lắm các bạn ơi. Áo size medium, quần size small, thật đẹp ha. Đẹp, phải nói là rất đẹp. Và tiếp theo đây, đây là những dạng quần mùa hè các bạn, thiệt là thích lắm luôn. Mình bãi xoa mát lắm ha. Cái này nó hơi dài cho nên CC bẻ xuống một like rồi nè. Nè, đó. Đó, chị em nào cao thì các bạn mặc sẽ đẹp ha. Đơn giản chỉ là như vậy cho mùa hè thôi. Đây là kiểu quần nhiều cái lớp trẻ đây, sồn sồn mà. Tại vì nó rất là thoải mái mà rất là đẹp. Cái này các bạn dễ phối màu lắm ha. Màu cam, màu xanh lá cây, màu hồng, màu trắng, màu đen đều đẹp cả. Với một cái áo thun như vậy thôi. Chị mang cũng thấp nè, chứ mang cũng cao kia thì cũng vừa đó. Nếu bẻ xuống một like, các bạn ra đường thấy người ta mặc, người ta bẻ xuống một like nhiều lắm. Đó. Các chị em nào muốn mua những cái dạng quần này thì các chị em nên mua đó. Mặc thoải mái, nhất là đi Việt Nam nè, những dạng quần này nè. Đó, dễ mặc, đẹp, có một giúp à, mà nó nhẹ lắm. Thiệt là thích luôn. Tuyệt vời đó. Rẻ tiền các bạn. Mặc cái gì đẹp độc lạ thì chúng ta nên mặc. Thật đẹp. Và tiếp theo đây, chợ bộ này quá đẹp các tình yêu mà rộng quá. CC mặc không vừa. CC thích những cái dạng quần vải xô như vậy lắm các bạn. Này là size medium ha. Áo nè, mình vải xô nè. Các chị em mặc đúng nó sẽ lên như vậy nè, nó rất là đẹp ha. Nó phải thấy cái chỗ này nó mới đẹp. Quần này cũng là size medium ha. Quần này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, còn áo là thương hiệu thời trang ở Mỹ thôi. Nè. Đẹp mê luôn á các bạn ơi. Quần thiệt xuất sắc luôn ha. Hai túi sau, hai túi trước, dài lắm. Cho nên là CC lấy cọng dây thun cột lại đó. Nè, em size medium mua bộ này nha. Và tiếp theo đây, các chị em cần mua cái quần này nè, để thưởng thức, để cảm nhận được cái mình vải của cái quần này. Vải phi cũng không phải phi, mà CC không biết gọi là cái vải gì. Mặc thật là mát và thoải mái đó. Này là size small đó các bạn. Quần dài lắm, CC phải lấy thun cột lại ha. Quần này nó giống như là vải phi bóng vậy đó các bạn ơi, nhưng mà biết phải không? Nói chung là cái dáng quần này đẹp lắm. Nè, các chị em nhìn hình họ mặc nè. Mặc áo thun ba lỗ cũng rất đẹp ha. Mặc áo kiểu cũng đẹp. Tại vì đây là cái dạng nó giống như là vải phi bóng vậy đó, nhưng mà không biết phải không nữa. Cho nên CC phối với lại cái áo muslin này. Tại vì có nhiều bạn cũng đâu có mặc được áo thun ba lỗ đâu. Những cái dạng thun ba lỗ hoặc là áo thun hai dây, áo thun ôm á, thì các bạn phải không có cái bụng các bạn mới mặc được. Còn các bạn có cái bụng thì đâu có mặc được. Cho nên đó là lý do CC mà có được những cái áo kiểu. CC sẽ lấy phối lại với cái quần để cho các bạn mặc được. Áo này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới nha. Hiệu này đắt tiền lắm. Còn cái quần này là quần thời trang ở Mỹ. Hai cái màu này đi với nhau rất là đẹp và sang vô cùng luôn. Áo mình vải muslin ha. Tay cánh tiên, cánh bướm gì đó, rất là đẹp ha. Bỏ ra ngoài là như vậy. Các chị em có thể mặc áo bỏ ra ngoài. Áo này hai lớp ha. Đằng sau có cái nút cài lại. Các chị em muốn mua áo mua.
Muốn mua quần thì mua, muốn mua nguyên bộ thì mua ha. Size small. Nên mua cái quần để thưởng thức cái mình vải này. Và cái áo này thì quá đẹp rồi, với thương hiệu nổi tiếng như vậy cũng nên thưởng thức lắm. Bộ này size small ha, tuyệt vời bộ này đó. Và tiếp theo, bộ này quá đẹp các bạn ơi. Jean là mùa nào cũng mặc được ha. Ai mặc đồ jean cũng đẹp hết. Nhất là quần sọ, quần jean, váy jean, áo jean. Nhưng mà CC thì mặc quần jean bó không đẹp, nhưng mà quần jean ống rộng, suông CC mặc được nha. Thì đây, đồ jean thì chúng ta chỉ mặc đơn giản thôi, chỉ là cái váy với những cái áo thun như vậy. Hoặc là các bạn mặc váy jean, áo sơ mi trắng bỏ vào trong, tuyệt đẹp luôn đó. Áo này size medium, váy này size small, nhưng mà CC mặc rộng tới khoảng 8 phân luôn. Ở đằng trước là cái bản lưng quần tây, ở đằng sau là lưng thun. Các bạn nhìn kỹ đẹp lắm. Váy này là bán bao nhiêu cái rồi, mê lắm các bạn, mà không có size nhỏ. Nhỏ nhất là small mà CC mặc không vừa. Như đây đủ đẹp các bạn, đi du lịch chơi ha. Đi du lịch là như vậy thôi, vậy là quá đẹp luôn. Khoác thêm cái áo này nữa, phòng hờ lỡ chiều tối trời có lạnh. Các bạn nên nhớ, khi mà các bạn mặc váy jean hoặc là quần jean thì cái áo ở bên trong lúc nào nó cũng phải dài hơn là cái áo jean, nó mới đẹp ha. Một là các bạn mặc then top luôn ngắn ở trên, hai là nó phải dài, chứ hai cái đừng có bằng nhau. Cái này là CC không có biết đâu, nhưng mà ở trong Messi cái cô đó cũng nói cho CC biết là như vậy là mới đẹp các bạn. Đó, đẹp ha. Bộ này là size small, cái áo đen là size medium thì phải. Thường những cái dạng áo này nó là double size không à. Bộ jean size small, áo CC mặc vừa y, nhưng mà cái váy CC mặc quá rộng ha, rộng tới 8 phân nha các bạn. Váy này tuyệt đẹp luôn đó các bạn. Váy này bán nhiều lắm rồi, bán chắc cũng 6-7 cái vậy ha. Đẹp quá, mà CC mặc không vừa, thiệt là tiếc luôn. Họ nối, rất là đẹp luôn ha. Thật là tuyệt vời bộ jean này, size small, hoặc là các bạn medium các bạn cũng mặc được, tại vì cái áo này là medium mà. Còn cái váy thì quá rộng, váy này bụng các bạn 80 các bạn mặc được đấy, hơn 80, 81, 82 mặc được ha. Xuất sắc bộ này luôn. Với cái áo này các chị em có thể mặc được với cái quần này nè đó, các bạn thấy đúng màu không, thật là đẹp luôn. Quần này là hơi dài cho nên các chị em nào mà cao cao một chút thì mà áo bỏ ra ngoài cũng rất đẹp luôn nè, thấy không? Tuyệt đẹp nha các bạn. Đây, bạn có thể mua cái quần này và cái áo này. Thật là đẹp luôn đó. Quần này là vải tôn ha. Mùa này là mùa của những cái quần này. Quần này size small nha các bạn, mặc được với áo cam, áo xanh, áo đen, áo kem, áo trắng luôn. Mang guốc cao lên CC nghĩ vừa đó, tại CC mang guốc thấp nè. Đây nha, đây là quần của mùa hè mình đó. Trời ơi mặc mê lắm các bạn ơi, mát lạnh nè, vải tôn size small ha. Áo này là size X small, áo sơ mi. Áo này CC mua lâu rồi đó, để dành đó, CC định để lại mặc, nhưng mà thôi phối với lại cái váy này. Size X small mà CC mặc thật là rộng luôn nè, rộng, CC mặc rộng lắm nè, rộng lắm ha.
Áo này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đó các bạn. Áo sơ mi, mình vải phi bóng, size X small. Váy này là váy thời trang ở Mỹ, size medium. Cái quần này là thời trang ở Mỹ cho mùa hè, size small. Áo X small, quần size small mặc được. Chỉ có cái váy này thì rộng quá ha. Cái áo này các chị em muốn mặc như vậy, hoặc là các chị em cột lên, áo bỏ vô trong đều đẹp hết ha. Nhưng mà Sisi thấy cái áo này mặc với cái quần này đẹp nè, rất đẹp luôn á. Tuyệt vời ha. Trời ơi, bộ này đẹp quá các tình yêu ơi. Thật là đẹp luôn. Áo cổ nè, mê không các bạn? Chị em nào có ngực mua cái áo này, thích cái áo này là nó ngắn như vậy nè, ngay cái lưng váy luôn. Trời ơi, tuyệt đẹp luôn. Nè, Sisi mặc áo này quá đẹp đúng không? Trước khi Sisi mặc, chị em nào cũng mua thì mua nha. Kiếm được những cái áo nó vừa như vậy nè, mà nó ngắn ngay cái lưng váy luôn, khó lắm. Tại vì nó size medium, lúc nào cũng phải dài, mà cái này nó ngắn. Wow, thiệt thích luôn đó. Và cái váy này đẹp quá các bạn. Váy này là mình vải xô. Cái váy quá đẹp luôn á. Bộ này là đẹp xuất sắc nha. Trời ơi, mặc bộ này tự tin luôn đó. Thật là đẹp bộ này các bạn. Quá đẹp luôn á. Trên cả tuyệt vời. Áo size medium, váy size small ha. Lưng thun. Thật là tuyệt vời bộ này luôn. Tuyệt vời luôn. Thiệt là thích đó các bạn. Và tiếp theo đây, bộ này thật là đẹp và lịch sự vô cùng luôn các bạn ơi. Bộ này là size small. Những loại váy như vậy là loại váy sang, cho nên các chị em cần phải mang guốc, mang high heel, không mang dép được ha. Cái loại váy mà để mang dép kéo lê là loại váy khác, còn đây là những loại váy không thể mang dép được. Xếp ly nhuyễn, thật là nhuyễn, thật là đẹp luôn. Cái váy này mặc với cái áo này quá đẹp luôn, không còn điểm nào chê luôn các bạn. Trên cả tuyệt vời bộ này. Size small ha. Áo này là mình vải xô nhúng, sang, áo quá sang. Váy này là mình vải xoa cát. Trời ơi, Sisi chỉ biết nói như vậy thôi à. Đẹp quá. Đẹp mà đẹp sang á, đẹp lịch sự. Size small ha. Và tiếp theo đây, trời ơi các bạn ơi, cái áo này nè, nó đẹp quá chừng là đẹp luôn các bạn. Nhưng mà Sisi mặc không vừa. Size small nè, mà nó quá sức rộng luôn nha. Chị em nào ngực chắc 100 luôn á, mà to đó, bạn size medium, chắc bạn mới mặc được cái áo này. Áo này là mình vải xô. Trời ơi, thật là sang và đẹp cái áo này nha. Đây, tuyệt đẹp cái áo này luôn nha các bạn. Thương hiệu này nổi tiếng lắm luôn, nổi tiếng trên thế giới nè, quá sức đẹp nha. Sisi không mặc được nha các bạn. Các bạn nào size medium, các bạn to đó, các bạn mặc được, ngực 100 luôn. Áo này mặc với quần jean nè, các bạn thấy đẹp không? Quần jean nè, quần tây nè, quần sọt nè, váy đầm nè, váy jean tê xô gì mặc cũng đẹp hết cả, xuất sắc luôn đó. Cái kiểu áo này hãng nào cũng có hết, Nanet cũng có nữa, hồi đó bán một cái rồi đó. Xuất sắc cái áo này nha. Mình vải kate xô, size small, nhưng mà small sẽ không mặc vừa. Chị em nào muốn mua thì mua, với điều kiện ngực 100 luôn á, ngực 100. Mà các bạn size medium thì các bạn mới mặc được ha. Và tiếp theo đây, quá đẹp đúng không ạ? Trời ơi, cái quần jean này mê luôn nha. Quần jean này cái kiểu của người ta săn lên nha, chứ không phải là Sisi săn đâu.
Xì mặc vừa y luôn các bạn. Chỉ có cái bụng nè, nó hơi chỗ này ra một chút thôi, nhưng mà ok, không sao đâu, mặc được đó. Đây là quần có chất liệu thun. Bạn thấy CC mặc đẹp không? Thật là đẹp cái quần jean này ha. Trước khi CC mặc thì chị em nào cũng mua. Đẹp quá là đẹp luôn. Trời ơi, CC mặc quần này mê luôn đó. Với cái áo thun vàng nữa. Đẹp quá. Bộ này tuyệt vời nha các bạn. Không còn một điểm nào chê bộ này luôn. Bộ mông này. Đó. Độ mông đó. Wow, tuyệt vời các bạn ơi, đẹp quá. Quần này đẹp quá các bạn. Quần này thật đẹp luôn. Này hiệu gì xin không biết nữa, mà hiệu này cũng đắt tiền lắm nè. 98 đô cái quần này đó. Quần quá sức đẹp luôn. Phải nói là cái quần quá đẹp. Mà cái áo cũng đẹp luôn nè. Trước khi CC mặc bộ này, chị em nào muốn mua thì mua nha. Quá đẹp. Và tiếp theo là bộ này. Không có một điểm nào chê bộ này nè. Để CC nói cho các bạn nghe là vì sao không có thể nào chê nha. Áo là hiệu Michael Kors, size small. Mình bảo xoa cá, nhưng mà rất mát, rất là mịn. Cổ tim nè, có mấy cái hộp nút ở đây. Ăn tiền là ở cái gì? Đây, áo này có cái bo, cho nên chúng ta mặc nó sẽ che được cái bụng cho các bạn. Bạn nào mà không quen áo bỏ trong quần thì đây chính là cái áo các bạn cần mua. Vì nó có cái bo nó giữ ở đây rồi thì giống như là bạn bỏ áo ở bên trong quần. Kế tới là cái quần. Quần này size 6 petite. Đây là dạng quần ống loe các bạn. Nó ôm cái mông các bạn, cái nó óp óp vô dưới nó loe loe ra. Trời ơi, bộ này tuyệt vời luôn. Nè, nó có hai cái nút. Nó rất là giống với cái áo, cũng là cái nút vàng tròn. Cái này nút vàng, cho nên CC phối như vậy. Cái dáng quần thật là đẹp ha. Rộng quá CC mặc không vừa, tại vì nó là size 6 lận, 6 petite. Cho nên các chị em mặc vừa, cái mông sẽ căng ra, sẽ rất đẹp nè, các bạn nhìn ở đằng trước nè. Đó, CC bóp lại đó mà các bạn thấy, nó thẳng tắp luôn nha các bạn. Phải nói là cái quần này quá sức đẹp luôn. Bộ này đều đẹp luôn, bộ này là mặc đúng luôn đó các bạn, đúng luôn nè. Các bạn thấy quần ống loe không? Tuyệt vời bộ này luôn. Áo là một thương hiệu nổi tiếng. Quần này là thời trang ở Mỹ thôi. Quần này thì rẻ tiền, cái áo này mới hơi đắt một chút. Không còn điểm nào chê bộ này. Lần đầu tiên CC mới có được một cái quần ống loe như vậy đúng. Quá đẹp. Phải nói là đẹp. Áo hiệu Michael Kors, size small. Quần thương hiệu thời trang ở Mỹ. Quần này có chất liệu thun, ăn gian size được đó. Size 6, bờ tiết, xuất sắc luôn. Và đây, bộ này cho mùa hè là xuất sắc luôn các bạn ơi. Nổi tiếng trên thế giới ha, BGBG. Thật là đẹp nha các bạn. Bạn nào mà có ngực, mặc cái áo này là khỏi chê luôn. Mà áo này là khỏi đụng hàng luôn. Và đây là cái quần vải xô. Quần này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới luôn. Quần này là hiệu Mass Studio. Dài nha. Dài một gấu như vậy, một cái lưng á. Đó. Nếu mà CC bẻ xuống một cái lưng như vậy thì là mặc vừa luôn. Mang được guốc này là mặc vừa luôn. Quần này là size X small. Nhưng mà đây là dạng quần rộng, suôn mà rộng. Cho nên là CC mặc được, chỉ có cái là dài, dài một cái lưng ha. Nè, đó các bạn thấy không? Đây là dạng quần rộng mà. Đó, thành ra mặc là rất là đẹp luôn. Mặc những cái như vậy nè, nhìn nó hay, nó lạ, giống như là đẹp độc lạ vậy đó. Nếu các bạn đi, các bạn thấy cái áo này không, các bạn không mua đâu. Nhưng mà CC mua,
là tại vì CC coi được nhiều model họ mặc lắm. CC xuyên lắm các bạn, ngày nào CC cũng vô coi hết á. Đó. Mặc những kiểu như vậy nè, nó mới là đẹp độc lạ nè. Thích lắm các bạn. Bạn nào size medium mua được bộ này, bạn nào size small vẫn mặc được bộ này. Tại vì ngực CC là 88, CC mặc vừa y luôn, áo mặc vừa như mây luôn, mà chiều dài cũng vừa nữa nè, như vậy nó mới sexy, nó mới đẹp nè. Còn cái quần thì vừa hết luôn, quần là hiệu Mass Studio ha, chỉ có cái dài thôi, dài một like thì cắt vậy thôi. Đó, thành ra là X small ngực 88 mặc được, small mặc được, medium mặc được, quần bãi xô ha. Thật là tuyệt vời bộ này. Bộ này quá đẹp đúng không? Không có một điểm nào chê bộ này đó các tình yêu. Bộ này là size small. Bộ này á, là CC cần các bạn nào cao. Vì các bạn cao thì cái áo các bạn mặc nó sẽ ngắn lên một chút, nó sẽ đẹp. Còn CC mặc thì nó hơi bị dài này. Đó, ngắn lên một phân nữa thôi. Trời ơi, cái áo quá đẹp. Ở đây họ cuộn sẵn lên cho mình rồi ha. Thật là đẹp cái áo luôn ha. Áo nhìn đẹp quá các bạn. Áo này các chị em mặc với lại váy ôm màu đen cũng đẹp nha. Quần tây đen nè, quần tây trắng nè, váy vải xô trắng cũng đẹp nữa. Áo rất là đẹp luôn ha. Một bộ này là size small. Cái quần nè, size small. Đây là quần đi làm mà chị em nào cũng phải mặc ở Mỹ nè. Thành ra là nó bền, vô cùng là bền ha. Mà mặc thoải mái lắm. Size small. Quần này CC mặc rộng khoảng 20 phân. Đúng không ta? 15 đi. 15, 17 phân gì đó. Đây là dạng quần tây nha. Thun quần tây. Có túi nè. Các chị em ở Việt Nam nên mua những loại quần này. Quần này các chị em đi làm ngồi văn phòng cũng được. Các chị em buôn bán ở ngoài chợ cũng được. Mặc thoải mái lắm. Đây là dạng quần tây đi làm đó. Vừa rẻ tiền vừa thoải mái. Các bạn biết với Mỹ mà 8 tiếng đồng hồ họ phải mặc một bộ đồ đó, một cái quần đó, thì tức là cái mình vải đó là phải tuyệt vời lắm. Tại da của người Mỹ á, nó dễ bị này bị kia lắm các bạn. Đó. Thật ra đây là những kiểu quần mình vải các chị em nên muốn, các bạn ở Việt Nam nên mua những loại quần này mà, tại vì bền lắm luôn các bạn ơi, bền lắm luôn đó, cho vào máy giặt giặt thoải mái luôn, mặc đi làm. Các bạn mua mấy cái thay đổi nhau mặc đi làm, mặc hoài luôn, thích lắm các bạn, nên mua đó mà rẻ tiền. Những cái nào mà CC nói các bạn nên rất là nên mua là mua thời trang ở Mỹ, nhưng vì nó là quần cho người ta mặc đi làm, cho nên nó vừa bền, vừa rẻ, vừa đẹp. Mua quần nha. Còn cái áo này thì rất đẹp rồi, thì chị em nào muốn mua thì mua. Bộ này là size small ha.